Công động sinh còn cần sử dụng điểm cống hiến để dùng cơm, bao gồm cả việc sử dụng để thỉnh xá các vị lão sư, xin hồn linh, xin vào trong thăng linh đài. Tất cả đều cần điểm cống hiến. Nói một cách khác, ở trong học viện, điểm cống hiến chính là vạn năng. Chỉ cần là ở trong phạm vi hợp lý của hợp pháp, điểm cống hiến có thể mua được tất cả những đồ vật các người cần. Như vậy, các người nhất định sẽ tò mò, điểm cống hiến này làm sao tu được đây? Đầu tiên, điểm cống hiến không thể nào dựa vào liên bang kim hồn tệ để mua, chỉ có thể dựa vào tự thân các người hoàn thành học viện nhiệm vụ để tu được. Nhiệm vụ bao gồm rất nhiều loại, ví dụ như là một ít lao động chuyên tay đơn giản, đoán tạo kim loại, thiết kế chế tạo, dù tùy cũng là cơ giáp, vân vân. Bất kỳ nhiệm vụ nào, chỉ cần người có thể hoàn thành, cũng có thể thu được điểm cống hiến nhất định. Những điểm cống hiến này sử dụng như thế nào cũng là chuyện của chính các người. Chỉ cần xử lý các học viện tồn tại một ngày, điểm cống hiến này vẫn sẽ có giá trị. Đương nhiên thì nếu như các người bị khai trừ ra khỏi học viện, trước đó các người còn có quyền đem toàn bộ điểm cống hiến này tiêu hết rồi mới phải rời đi. Thời gian dạy học của học viện chỉ còn có nửa ngày vào buổi sáng, buổi chiều là buổi tối, đều là thời gian tự do của các người. Các người muốn phân phối thời gian như thế nào là chuyện của các người. Dù có thể đi đến những nơi ở bên ngoài học viện, chỉ cần không làm lỡ việc đi học hàng ngày là được. Trừ khi xuất hiện ra tình huống đặc biệt, được lão sư chủ nhiệm lớp phê chuẩn cho ra bên ngoài, thời gian đi học không cho phép đến muộn. Một khi đến muộn xử lý như là trốn học 3 lần, trục xuất ra khỏi học viện. Còn nữa, bất luận đồ vật gì cũng dùng với đồng liên bang mua được ở bên ngoài xử lý các nội thành, không được đưa vào trong học viện, bằng không sẽ xử phạt xem. Nếu như ở không bị phát hiện, coi như là các người may mắn. Xử lý các nội thành, có nhiều chỗ vẫn có thể sử dụng đồng liên bang để chi trả, nhưng nếu như các người đã từng thử qua hẳn đều đã biết, rất là đắt. Đối với công động sinh mà nói, sẽ càng thêm khó khăn hơn một ít. Phí ăn cơm của các người cần tự mình thanh toán bằng điểm cống hiến. Các người đương nhiên có thể ra ngoại thành để ăn, sẽ không có ai ngăn cản các người. Nhưng ta cần nhắc nhở các người một chút, là như vậy sẽ lãng phí lượng lớn thời gian. Mà thời gian đối với bất kỳ học viện nào của sự lãnh khắc mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì các người một khi lạc hậu sẽ mang ý nghĩa rằng có khả năng bị đào thải. Mới vào rồi, Thái Lao nói có một chỗ đúng lắm. Học viện có thể độ đào thải là hàng năm tiểu khai ra, 5 người cuối cùng sẽ không có tư cách thi thêm lần nữa, trực tiếp bị khai trừ ra khỏi học viện. Xưa đến các học viện có giáo huấn, chính là chỉ dạy dỗ quái vật, không dạy người bình thường. Vì lẽ đó, các người nếu như muốn thoải mái, thư thái trải qua quãng thời gian ở đây cũng không sao. Nhưng ta có thể khẳng định, nếu vậy thời gian của các người ở đây cũng sẽ chỉ là 1 năm. Lát nữa các người sẽ được phát một danh sách. Danh sách này sẽ nói cho các người biết, ngoại trừ chương trình của học trung gia, học viện đều có các khóa học tự chọn, cùng với các tài nguyên dạy học có thể sử dụng. Hết thảy tài nguyên dạy học này đều phải thanh toán bằng điểm cống hiến. Mà môn học tự chọn đối với học viên phổ thông mà nói, chỉ có một vài môn cần thanh toán bằng điểm cống hiến, còn lại đều miễn phí. Công động sinh thì phải thanh toán điểm cống hiến toàn bộ. Điểm cống hiến có thể được dùng để trao đổi lẫn nhau, chỉ cần các người cảm thấy mình có đủ điểm cống hiến, còn có thể giao dịch với người khác đổi lấy đồ vật. Thế nhưng mà bất kỳ giao dịch ngầm nào cũng sẽ không được học viện bảo hộ. Các người có thể đến bình đài công động sinh của học viện để giao dịch, xem như lấy khế ước đảm bảo, nhưng mà học viện sẽ lấy 15% phí trung gian. Hiện tại các người cần biết chính là những thứ này, tiết một ngày hôm nay chính là đến đây thôi. Sau khi học xong các người có thể bắt đầu làm quen với học viện, cũng có thể thử đi nhận nhiệm vụ đổi lấy cống hiến. Còn nữa, lỡ nhiệm vụ thất bại cũng sẽ bị trừ điểm cống hiến, âm 1.000 điểm sẽ bị khai trừ ra khỏi học viện. Thẩm Dập hoàn toàn bình tĩnh giảng giải lại các loại điều lệ chế độ của học viện, nhưng nghe ở trong tai của Đường Vũ Lân lại cực kỳ hà khắc. Bất kể là chế độ đào thải hay là chế độ điểm cống hiến, không có chỗ nào không nhắm mục đích kích phát ra bọn học sinh nhất định là phải dũng mãnh hướng về phía trước. Nhìn qua chương trình của học viện này rất dễ dàng, chỉ có buổi sáng. Nhưng trên thực tế, nếu như không trả giá bằng thật nhiều nỗ lực, buổi chiều và tối không tranh thủ tăng cường bản thân, e rằng sẽ rớt hạng thảm hại. Điều này là vì muốn mọi người tự chủ động tối luyện. Hơn nữa, còn phải thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ để thu được điểm cống hiến, cũng không phải không làm mà hưởng. Rất hiển nhiên, sau khi đi tới sửa lại các học viện, đối với bọn hắn mà nói, sự cạnh tranh đã gia tăng rất nhiều. Thêm vào đó, sự gian nan so với thời điểm còn ở Đông Hải học viện cũng cao hơn rất nhiều. Tất cả tài nguyên đều phải dựa vào chính mình. Nhưng coi như là như vậy thì đã làm sao đây? Trong mắt của Đường Vũ Lân tràn ngập ánh sáng tự tin. Hắn đã là đoán tạo sư cấp 5, có mình ở đây, điều cống hiến của các bạn bè căn bản cũng không cần quá mức lo lắng. Hôm nay sở dĩ hắn nói với Tạ Giả như vậy là vì lo lắng mọi người bởi vì có mình hỗ trợ điểm cống hiến mà không nỗ lực củng cố nghề thứ hai,
Tác dụng quan trọng nhất của nghề thứ hai chính là tương lai có thể trở thành đấu khải sư. Đấu khải phải có ít nhất một phương diện do chính mình hoàn thành. Nói một cách khác, muốn trở thành nhất tự đấu khải sư, mọi người đều phải đạt đến trình độ khoảng cấp 4 của chức nghiệp nghề thứ hai mới được. Nhị tự đấu khải sư ít nhất phải đạt đến cấp 5. Đây là yêu cầu tối thiểu. Sư đánh các học viện đối với bọn họ mà nói là nơi mang đến những điều tốt đẹp nhất, thiên địa trở nên rộng rãi. Nơi này mới thật sự là địa phương thai nghén ra đấu khải sư. Được rồi, những điều cần lưu ý đã nói xong, tiếp theo sẽ là tiết thứ hai của ngày hôm nay. Trực tiếp bắt đầu học ngay, sư đánh các quả nhiên có nhịp điệu thật nhanh. Bài học thứ nhất ngày hôm nay, ta sẽ giảng giải cho mọi người là làm sao trở thành một tên đấu khải sư cùng với định nghĩa của đấu khải sư. Lời của Thẩm Dập lúc này vừa nói ra, nhất thời tinh thần của học viên cả lớp đều tăng lên. Trở thành đấu khải sư là mơ ước chung quanh của toàn bộ sử lai khắc hồn sư. Đối với những hài tử như bọn hắn mà nói lại càng là như vậy. Bất luận bọn họ đến từ nơi nào, trong học viện bọn hắn đều là những thiên kiều trí tử, đều là người tài ba. Các người nhất định sẽ lấy làm một kỳ quái, tại sao tiết 1 đã giảng về đấu khải sư? Đó là bởi vì trước khi tới nơi này, chương trình học cơ sở của các người cũng đã hoàn thành. Nếu như ngay cả cơ sở còn học chưa đủ tốt, các người căn bản đều là không thể thi vào được sử lai khác, vì lẽ đó ở đây sẽ không giảng giải những chương trình học cơ sở cơ bản. Đấu khải sư chính là mục tiêu của các ngươi ở trong thời gian 5 năm, 10 năm, 15 năm hay thậm chí là 20 năm tới. Các ngươi ngày hôm nay lễ khai giảng đã nghe Thái Lão giảng qua 35 tuổi là tuổi tác cực hạn của ngoại viện. Nếu như trước 35 tuổi còn không thể trở thành một tên đấu khải sư nhất tự, như vậy liền có thể trở về nhà rồi đó. Xem như không được phép tốt nghiệp, trước 35 tuổi trở thành nhất tự đấu khải sư, có thể tốt nghiệp ngoại viện, đây là chuẩn tốt nghiệp của sử lai khắc. Mà ta còn phải nói cho các ngươi thêm một điều nữa, trong số toàn bộ học viện ngoại viện tỷ lệ tốt nghiệp là 33%. Nói một cách khác, chỉ có 1/3 số học viên cuối cùng có thể trở thành một tên đấu khải sư. Lớn như trước khi đi tới lời này, các ngươi đã có cơ sở vững chắc về nghề thứ hai. Như vậy thì chúc mừng các ngươi, việc tu luyện phía sau của các ngươi sẽ tương đối thuận lợi, nhưng cũng phải nỗ lực hơn rất nhiều. Trước năm 25 tuổi, trở thành nhất tự đấu khải sư, có tư cách tham dự vào nội viện sát hạch, nếu như không thể thi đấu cũng có thể tốt nghiệp ngoại viện, rời khỏi học viện. Thời gian các ngươi cũng không nhiều như ở trong tưởng tượng. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu nói tới đấu khải sư. Cái gì mà là đấu khải sư? Ta tin tưởng, sau khi ta hỏi ra vấn đề này, phản ứng đầu tiên ở trong lòng tất cả các ngươi, ở trong số các ngươi chính là đấu khải sư chắc chắn mạnh mẽ hơn cử sắp sư, có đúng hay không? Ở trong phòng học, các học viên đều đã có mấy người không tự chủ được ngẩng đầu lên. Nếu như các ngươi cho là như vậy, liền 10 phần sai. Đấu khải sư chưa hẳn mạnh hơn cơ giáp sư, Thẩm Dập lúc này nói như đinh đóng cột. Đấu khải sư vẫn như trước là hồn sư, cơ giáp là bổ sung vũ khí cho người ta, mà đấu khải lại là cung cấp vũ khí cho hồn võ hồn của các ngươi. Cái này có tính chất khác nhau, vì lẽ đó chúng ta trước sau đều sẽ có một chút cường điệu. Nhất tự đấu khải sư kỳ thực chỉ là mô hình của đấu khải sư, chỉ có khi nào các người đã đến nhị tự đấu khải mới có thể dùng nhị tự để đặt tên cho đấu khải, khiến cho chúng cùng sinh mạng của người hòa vào là một thể, thực sự trở thành một phần của thân thể người, một phần của võ hồn, người mới thật sự là đấu khải sư. Vì lẽ đó, ở thời điểm chế tạo ra đấu khải, đầu tiên các người cần phải làm chính là để tự thân võ hồn giao hòa cùng nó, đồng thời sản sinh cộng hưởng, do đó hấp dẫn lẫn nhau, cuối cùng để cho nó trở thành một phần của võ hồn. Có võ hồn được trang bị vũ trang mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đấu khải cho tới nay chỉ chia làm 4 cấp, phân biệt là nhất tự đấu khải, nhị tự đấu khải sư, tam tự đấu khải sư cùng với tứ tự đấu khải sư. Tuy rằng chỉ có 4 cấp, nhưng mỗi một cấp sự chênh lệch đều là một trời một vực. Muốn trở thành đấu khải sư, các người nhất định phải có một cái nghề thứ hai. Nghề thứ hai phải có tương quan cùng với đấu khải. Ở trong đó, hiện nay hiệu quả tốt nhất chính là cơ giáp chế tác cùng với cơ giáp thiết kế. Thiết kế cơ giáp là tự mình thiết kế đấu khải. Như vậy, chính mình, cơ giáp chế tác lại là tự mình khắc họa ra trận pháp hạt nhân, tự mình chế tác ra đấu khải của chính mình. Do đó, dung hợp đấu khải sẽ càng thêm dễ dàng. Hai nghề này là lựa chọn tốt nhất của các ngươi. Đương nhiên thì các ngươi cũng có thể lựa chọn đoán tạo sư cùng với cơ giáp sửa chữa. Nhưng đoán tạo lại là môn khó nhập môn nhất, còn cơ giáp sửa chữa sẽ tốt hơn khi mà người đã dung hợp với đấu khải, thời điểm chế tác ra sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Không có một ai có thể đồng thời hoàn thành đoán tạo, cơ giáp thiết kế, cơ giáp chế tác mấy hạng mục này. Vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi hoặc là tự nghĩ biện pháp kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến, thông qua tuyên bố nhiệm vụ để mời người khác hoàn thành những phương diện khác,
hoặc là cùng bạn học bên cạnh giữ gìn mối quan hệ, xin bọn họ tiến hành hỗ trợ. Người giỏi giao du cũng là một phần thực lực của bản thân. Đấu khải mạnh yếu có quan hệ trực tiếp đối với độ khớp của bản thân các người. Một khi phù hợp, đấu khải sẽ giúp hồn sư cung cấp phụ trợ tương đương với tăng thêm 20 cấp. Nhất tự đấu khải sư có yêu cầu cơ bản là 50 cấp hồn lực, chỉ ít trước nghề nghiệp thứ 2 cấp 3. Thiên đoán kim loại hiếm, thiên thiết kế đại sư hoàn thành đấu khải thiết kế, chế tạo đại sư hoàn thành cơ giáp chế tạo. Đồng thời còn phải có độ khớp với bản thân đạt từ 60% trở lên. Đồng thời thì đấu khải ít nhất cần đo 9 bộ phận thành, như vậy mới có thể hoàn thành một bộ đấu khải chân chính. Thầm dập rằng giải tốc độ rất nhanh, Đường Phụ Lân, Cổ Nguyệt, Tạ Giải của một Hứa Tiểu Ngôn đều nghe hết sức chăm chú. Làm sao trở thành đấu khải sứ, chuyện này bọn họ mà còn nói phi thường trọng yếu. Hơn nữa, Đường Phụ Lân cũng phân mình phát hiện yêu cầu của Thái Lão đối với bọn họ so với học viên bình thường cao hơn nhiều. Bọn họ phải trước 20 tuổi trở thành đấu khải sứ mới có thể tiến vào lội viên. 5 năm chênh lệch này nhìn vậy chứ rất to lớn. Riêng chỉ mỗi một vấn đề 50 cấp hồn lực đã là một vấn đề lớn rồi. Chỉ có 6 năm thời gian, tu vi phải tăng lên trên dưới 20 cấp. Chuyện này không phải có thể nói đơn giản như vậy. Hồn sư càng là hướng lên trên tu luyện, tốc độ về sau càng chậm. Để tăng đủ cấp đã là điều khó khăn, huống chi còn phải tù lên nghề thứ hai, tăng lên tự thân tu vi, còn có chế tác ra đấu khải, những chuyện cần làm thực sự quá nhiều. Thời gian không chờ chúng ta.